Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức diễn đàn thương mại Việt Nam EU với chủ đề EVFTA, chân trời mới hợp tác rộng lớn toàn diện. Gần 30 năm qua, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU không ngừng phát triển. Giá trị thương mại hai chiều giữa hai bên đã tăng hơn 13 lần từ khoảng 4,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2000 lên gần 56 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đạt gần 42 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu từ EU đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, các mặt hàng như dệt may, da giày, điện thoại di động, máy tính, nông sản được coi là những sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam khi xuất khẩu sang EU. Đến hết 6 tháng năm 2019, EU có 27 nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với hơn 3.205 dự án, tổng vốn đầu tư đạt 53 tỷ đô la Mỹ. Những kết quả đó đã đưa EU trở thành một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA giữa Việt Nam và EU được đánh giá là mở ra chân trời mới hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, cũng như tạo ra nhiều ưu đãi cho các mặt hàng xuất khẩu của hai bên. Diễn đàn Thương mại Việt Nam-EU phản ánh xu hướng chung của doanh nghiệp châu Âu là liên kết xây dựng chuỗi sản xuất với các doanh nghiệp địa phương, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp châu Âu để tham gia vào chuỗi giá trị. Vì vậy, muốn tận dụng được cơ hội này, doanh nghiệp Việt cần phải chủ động đổi mới cả về phương thức sản xuất và tư duy quản trị, đáp ứng được tiêu chuẩn và xu hướng phát triển của doanh nghiệp châu Âu để hướng tới mục tiêu hai bên cùng có lợi.